Chào mừng người đã quay trở lại video thứ hai về tutorial về CSS Grid nhá. Rồi thì ở trong video này chúng ta tìm hiểu về column của cái kỹ thuật CSS Grid này nhá. Và chúng ta sẽ làm công việc quen thuộc, đó là mọi người sẽ lên cái link repo của mình để mà clone cái file này về nhá. Thì trong file này của mình thì mình sẽ chia tất cả các cái nhánh ra. Đó, những cái mình làm rồi thì mình sẽ up hết lên trên này được nhá. Rồi mọi người sẽ up cái bây giờ mọi người có thể là download nó về nhá. Download cái file về. Trong cái file này thì đã chứa cái file tên là index.html rồi đúng nhá. Thì đây mình đã chuẩn bị rồi. Đấy. Ở đây thì có một số cái rất đơn giản thôi. Đó, thì mình sẽ kéo rộng vào nhá. Bây giờ mình sẽ chạy thử này. Rồi ok. Thế như thấy là đây là một cái file rất là bình thường đúng không nhá. Mình chia cái bố cục của nó cũng chỉ là 9 cơ thể div thôi đúng không, và nó nằm trong content và đây mình có một vài CSS thôi đúng không nhá. Rồi thì chúng ta sẽ quay trở lại với trình duyệt chúng ta thì như anh xem ở cái video giới thiệu thì mình đã cho mọi người biết được cái kỹ thuật của CSS Grid này, nó là cái kỹ thuật mà đi được hai chiều nhá. Thì trước đây để chúng ta đi được thì chúng ta phải học xem cái column có cái kỹ thuật ngang của nó là như thế nào đã được nhá. Rồi thế ra để một cái định nghĩa cho cái kỹ thuật này chúng ta phải có được cái định nghĩa đấy ở trong cái CSS chúng ta đúng không nhỉ. Và đây mình cố ý chọn là 9 cột mà không phải là 12 cột bởi các bạn đã quá quen với việc chia 12 cột rồi. Và cái đấy thì nó là của cái kỹ thuật, nó là flash hay là cái kỹ thuật table ở trong HTML đúng không nhỉ. Những cái kỹ thuật đấy thì nó phải nói là nó không awesome bằng cái kỹ thuật này đúng không nhỉ, như mình đã nói video 1 đấy. Và thế là chúng ta bắt đầu luôn nhá. À, quay trở lại sau file text nhá. Bây giờ mình muốn là mình sử dụng kỹ thuật này thì mình sẽ vào trong phần content đúng không nhá. Mình khai báo nó là display nhá. Phần để nó là grid nhá. Đó. Rồi. Thì khi mà chúng ta lưu lại chúng ta ngoài trình duyệt thì Chrome nó cũng sẽ không có cái gì đâu đúng nhá. Bởi vì đấy chúng ta chỉ là khai báo là nó sẽ hiển thị theo grid thôi đúng nhá. Mà chúng ta muốn là cái này hiển thị theo chiều của cái cột đúng nhá. Thế vậy chúng ta phải khai báo cho nó. Đó. Đặt khai báo nhá. Chúng ta đây chúng ta sẽ là grid đúng nhá. Grid template đúng nhá. Và chúng ta định nghĩa theo columns, thế nên chúng ta chọn column nhá, đúng nhá. Và column ở đây thì chúng ta có thể chia theo cái phần trăm của mọi người nhá. Ví dụ ở đây mình sẽ chia 33.3%. Các là 33.3% và các là 33.3%. Thì tôi cứ nghĩ ở đây chúng ta đã định nghĩa rằng là cái này sẽ chia làm 3 cột đúng nhỉ, bởi vì là cái này xấp xỉ 100% thì những cái tiếp theo nó sẽ xuống đúng nhỉ. Đó, và nó giống thành 3 cột đúng không? Chúng ta ra ngoài Chrome nhá. Chúng ta refresh lại đúng nhỉ. Như vậy thì nó đã nằm ở trong cái tỷ lệ 3 cột như của chúng ta rồi đúng nhỉ. Đó. Thì các bạn cũng có thể là tùy chỉnh theo cái ý của các bạn thôi đúng nhỉ. Các bạn thấy rằng là khi mà dùng grid xong ấy thì nó dặn lưới và các bạn thấy là nó không hề thừa ra những phần trăm số nhỏ đấy của chúng ta đúng không nhỉ. Và cái tỷ lệ đúng của nó là gần như là perfect đó. Chúng ta quay trở lại với supply text nhá. Chúng ta tìm hiểu cái cách thứ hai thử xem. Cách thứ hai để khai báo với cái column này đó là một cái đơn vị mới ở trong cái grid này, đó là lấy column này đó, đó là first đúng không nhỉ. Đây là fr đúng không nhỉ. Đấy. Ví dụ mình muốn chia làm 3 phần thì mình gọi 3 cái fr ra đúng không nhỉ. Có nghĩa là cứ mỗi một cột sẽ chiếm một cái fr này đúng không nhỉ. Đó. Và như vậy ở đây nó thấy là có ba cái một fr, tức nghĩa là 3 cái phần này sẽ phải bằng nhau đúng không nhỉ. Rồi mình sẽ ra ngoài mình quay thử nhá. Ngoài Chrome. Nhá. Chúng ta lốp lại và không hề có chuyện gì xảy ra. Bởi vì là chúng ta đã chia cho nó thành 3 cột đúng không nhỉ. Giả dụ bây giờ mình sẽ muốn là mình sẽ quay trở lại nhá. Mình sẽ muốn là cái cột thứ nhất của mình chiếm 2 phần đúng không nhỉ. Rồi mình sẽ sửa nó thành 2 phần. Thì như vậy thì cột này sẽ chiếm 2 phần và những cái phần còn lại sẽ chỉ chiếm có 1 phần thôi đúng không nhỉ. Và tổng cộng nó có 4 phần nhá đúng không nhỉ. Chúng ta ra ngoài xem sự thay đổi nhá. Đó, ấn Chrome này đúng không nhỉ. Như vậy thì cái thứ nhất của chúng ta nó đã chiếm được 2 phần rồi đúng không nhỉ. Tổng cộng chúng ta có 4 phần và cái thứ nhất này sẽ chiếm hai cái fr đó này đúng không nhỉ. Rồi đấy là cái cách khai báo thứ hai nhá. Hoặc là thậm chí các bạn cũng có thể là sử dụng cái kỹ thuật thứ ba, đấy là
Thế là cái bài thứ ba đó là Grease. Nhà Grease Template. Nhà mình chọn column này. Wow. Template. Chọn column nhá. Thì đây chúng ta sử dụng thuộc tính là Repeat nhá. À, Repeat. Rồi thì Repeat ở đây. Ô. Đó rồi. Repeat ở đây thì các bạn có thể là Repeat thì nghĩa là nó chính là nhắc lại đúng không nhỉ? Thì nó sẽ nhắc lại cái gì? Nhắc lại cái một frame này. Ví dụ mình muốn là nhân đôi, nhân cái nhân hai lần cái frame này đúng không nhỉ? Thì mình sẽ là 2 và 1 FR đúng không? Thì câu lệnh này tức nghĩa là gì? Thì nó sẽ chia ra thành hai cột đúng không nhỉ? Nói và mỗi một cột chiếm một frame này đúng không? Chúng ta ra Chrome nhá và lên xem. À, đúng nhỉ? Như vậy thì nó đã chiếm được 50 rồi. Và cái xí này cái chỗ lẻ tự khắc nó vẫn sẽ chiếm 50 thôi, nó không tràn ra đúng nhỉ. Rồi, ta thấy được cái kỹ thuật phân chia này rất là tốt đúng nhỉ. Đấy. Hay thậm chí ở đây mình muốn là 3 đi nhờ. 3 đi. Đấy. Rồi, chúng ta quay trở lại. Đấy, vẫn thấy nhá. Như vậy nó vẫn sử dụng được đúng nhỉ. Rồi thì các bạn thấy rằng đây là ba cách để mọi người có thể sử dụng và cái điều chỉnh cái syntax của Grease theo phong cách mới này và kỹ thuật mới cái này đúng không? Chúng ta thấy được là cái kỹ thuật này nó trở nên linh hoạt hơn và cái cách chia của nó trở nên nó phải nói awesome hơn rất là nhiều đúng không? Và thể trong video sau chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cách gọi là điều khiển cái row của nó nhé, đúng không? Column rồi chúng ta phải tìm kiếm chúng ta phải điều khiển nó bằng row đúng không? Bởi vì nó là hai hướng mà đúng không? Rồi, hẹn mọi người video sau nhé.